Rau Lan, tình hình ở ngoài kia như thế nào rồi? Em nói cho chị giám đốc tôi khỏe biết đi. Sao rồi em? Con với các bạn rau ngó đu đủ mệt quá rồi, không còn đủ sức nữa. Bạn Chuối đang chiến đấu ngoài kia, phải có thêm viện binh đất tôi khỏe ơi. Trời ơi, vậy hả? Không được, đốc tôi khỏe ơi, phải cho thêm viện binh thôi đốc tôi khỏe à. Nhưng mà ai đi? Ai đi bây giờ ta? Trời ơi, thế giới sữa mẹ sẽ cạn kiệt liền bây giờ đó đốc tôi khỏe ơi. Để ta nhớ xem nào. Đốc tôi khỏe ơi, Vân Trang nghĩ hay bây giờ mình nhờ thuốc trợ giúp đi. Từ từ nào Vân Trang, đừng vội vã. À đúng rồi, rau thì là Thì Là ơi, mau ra đây nào. Wow, em hay quá Thì Là ơi, em mặc sẵn áo giáp luôn rồi kìa. Em là siêu dự bị mà, em mà xuất hiện thì trận này chỉ giải quyết trong 90 phút thôi. Hay quá em ơi, vậy không chơi gì nữa, em chạy ngay ra ngoài đó đánh knock out hết mấy tên đó cho chị nhá. Chuyện nhỏ như cọng cỏ, xem siêu dự bị trổ tài đây. Thôi nói nhiều quá, mau ra giúp các bạn đi nào. Chết nè. Ôi sao chúng nó mạnh thế. Siêu dự bị có mặt đây. Thì Là, yeah, chúng ta xâm chiếm thật bất kỳ nào. Sẵn sàng. Yeah, thắng rồi. Sao sao, thấy siêu dự bị này lợi hại không? Chị là chị rất ngưỡng mộ em, bởi vì em quá lợi hại luôn đó chứ. Ôi, từ nào tới giờ chị đâu có ngờ là Thì Là có thể đánh bay được những cái thành phần gây hại cho nguồn sữa mẹ đâu. Chuyện nhỏ với em thôi mà. Ủa, Vân Trang không biết Thì Là giúp kích thích sự sản xuất estrogen và prolactin cần thiết để sản xuất sữa mẹ hay sao? Ồ, Vân Trang đâu có biết đâu, chứ nếu biết đã chỉ cho mọi người rồi. Vân Trang cứ nghĩ từ hồi nào tới giờ Thì Là một cái rau mua mùi thôi. Quả là một tổn thất rất là lớn luôn á. À, ngoài kích thích tăng nguồn sữa mẹ, Thì Là cũng giàu vitamin C, nên sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bà mẹ không bị nhiễm bệnh trong thời kỳ cho con bú. Đúng rồi, trong thời kỳ cho con bú mà mẹ bị bệnh thì là vô cùng nan giải luôn đó đó cô khỏe ơi, cực lắm. Với lại á, phụ nữ sau khi sinh rất dễ bị một vấn đề nữa. Đố chị Vân Trang là gì nè? Phụ nữ sau sinh hay thường sợ nhất cái vấn đề đó chính là bệnh trầm cảm, phải không đốc tôi khỏe? À, Vân Trang còn nhớ là hạt của rau Thì Là sẽ giúp... Vân Trang nhớ chứ. Hôm trước đốc tôi khỏe có chia sẻ là hạt Thì Là có thể khắc phục được chứng trầm cảm và rối loạn lo âu. Vì vậy nên Thì là loại rau rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh. Vậy từ nay chị Vân Trang phải yêu thương, quan tâm em nhiều hơn nha. Trời ơi, đương nhiên rồi, lúc nào chị cũng yêu thương Thì Là hết á. Mà chẳng những yêu thương không đâu, chị còn phải giới thiệu, chia sẻ những cái công dụng tốt của em cho tất cả mọi người được biết nữa chứ. Đúng đúng đúng, để em nổi tiếng đi, em lấn sân vào showbiz giống chị Vân Trang luôn. Còn lấn vô show nước thì hợp lý nhất đó. Showbiz làm gì cho nó mệt mỏi, lo giúp đỡ sức khỏe cho mọi người không lo nè. Đốc tôi khỏe cứ nói con vậy á. Thôi rồi được rồi, em muốn vô showbiz chứ gì. Chị sẽ lo cho em yên tâm nha. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Vân Trang, Đốc tôi khỏe và Thì Là xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào và hẹn gặp lại.